Vị tỉnh Bạch Nhiên từ chối phim mời của Lộ Tư phải cầu cứu Vương Nhất Bác thay thế. Có thông tin cho biết chị Lộ Tư và Vương Nhất Bác sẽ đóng chính trong Thần Ẩn. Thần Ẩn được biết đến là một trong những dự án phim cổ trang trọng điểm sẽ được khai mạc vào cuối năm 2022 này. Trước đó nhiều thông tin cho biết chị Lộ Tư và tỉnh Bạch Nhiên sẽ lần đầu hợp tác đóng chính cùng nhau. Thậm chí nàng tiểu hoa 9X ăn áp phiên đàn anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên gần đây trên mạng lại lan truyền thông tin tỉnh Bạch Nhiên quyết định không đóng Thần Ẩn. Nguyên nhân được cho là do phía tỉnh Bạch Nhiên không hài lòng với việc nam diễn viên bị Triệu Lộ Tư áp phiên. Không thể phủ nhận được rằng người đẹp họ Triệu đang cực kỳ nổi tiếng, nhưng so về địa vị giới tỉnh cũng nghe ni vẫn có phần nhỉnh hơn. Trước đó đạo ban Thần Ẩn cũng đã sắp xếp vị trí diễn viên là Triệu Lộ Tư tỉnh Bạch Nhiên. Tuy nhiên hiện tại tên của hai diễn viên này đã được đổi chỗ cho nhau. Sau khi tin tức tỉnh Bạch Nhiên từ chối đóng Thần Ẩn được đưa ra, có nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất đã tìm được người thay thế. Theo đó một nam diễn viên lưu lượng họ Vương sẽ đóng chính cùng Triệu Lộ Tư ở dự án cổ trang liên hiệp này. Nhiều người cho rằng lưu lượng họ Vương được nhắc đến chính là Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác thực sự nhận lời đóng Thần Ẩn, chắc chắn Triệu Lộ Tư khó lòng giữ được vị trí phiên một. So về độ nổi tiếng và lưu lượng rõ ràng Mỹ Nam Trần Đình Lệnh ăn đứt tình cũ của Ngô Lỗi. Thêm vào đó chắc chắn phía Vương Nhất Bác và fan sẽ không chịu để một diễn viên kém tiếng hơn như Triệu Lộ Tư áp phiên. Hiện tại nam chính Thần Ẩn vẫn đang là một chủ đề quan tâm rất lớn từ phía cư dân mạng. Đa số đều cho rằng khả năng Vương Nhất Bác nhận dự án này không cao, bởi lẽ anh chàng còn đang bận quay phim điện ảnh. Trong khi đó phía tỉnh Bạch Nhiên cũng không hài lòng với việc đóng phiên 2 cho Triệu Lộ Tư. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.